chào các bạn. Hôm nay sẽ là video vẽ ngôi nhà đơn giản kiểu mặt trước, các bạn phải dọn video của mình nhé. Thank you.
Hãy
Thank you.
Không, mình xin tạm dừng video vẽ ngôi nhà ở 2 tuần. Ở đây mình sẽ tiếp tục video sau. Chào các bạn.